Trước mắt các bạn đây là bể cá Bình Dương mà anh Bảy mới mua được ngoài chợ đen. Nghe nói loài cá Bảy chọn mua đó loài piranha thường sinh sống ở rừng Amazon. Bình thường đối với giống này thì chúng sẽ có hàm răng rất sắc nhọn. Nhưng đen cái là Bảy bóng lại bị lừa mua hàng pha ke nên đành chịu thôi mọi người ạ. Tính ra một con có giá 2 tỷ rưỡi. Vậy 4 con thì anh Bảy đã phải bỏ 10 tỷ ra để tậu được mấy em nó về đấy. Khá rẻ phải không các bạn? Bữa nào nom nom phải lụm vài em về nhà chiên giòn thôi. Anh Bảy thả ngón tay xuống mặt nước. Bọn cá mà sơi luôn đầu ngón tay của Bảy trọ thì từ giờ anh sẽ có biệt danh là Bảy chín ngón. Cũng may cá piranha hàng pha ke nên tính cách của chính khá ôn hòa. Bảy bóng vừa nghĩ ra một thí nghiệm rất thú vị. Anh đã chuẩn bị kim tiêm, tiếp đó là tự dùng kim đâm vào ngón tay. Vãi chưởng luôn các bạn nhìn kìa, máu của anh Bảy không phải màu đỏ giống con người. Nó có màu xanh dương khá ảo Matokuda. Điều này chứng tỏ ông cháu chính là người ngoài hành lang chứ còn gì nữa. Đó đó, giọt máu dần lòi ra to hơn. Bảo sao mà chúng ta cứ ngỡ là anh Bảy chơi đá, thì ra thanh niên méo phải người trái đất. Bảy trọ thả giọt máu xuống mặt nước để xem bọn cá có phản ứng gì không. Ây cha, có vẻ như chúng đã đánh hơi được mùi máu tanh. Nhìn mấy con cá tăng động hơn đáng kể phải không các bạn. Anh Bảy quyết định thả thêm một giọt máu nữa xuống. Á đủ mẹ, tẹo nữa thì ông cháu bị đớp mất ngón tay rồi. Mặc dù là cá piranha hoa ke nhưng có vẻ như loài này vẫn rất thích máu tanh từ những sinh vật khác, kể cả sinh vật ngoài hành tinh như Bảy trọ cũng vậy. Vãi ò, giờ chúng đã ngòi lên mặt nước chuẩn bị tắp tay anh Bảy đến nơi. Các bạn có tin anh Bảy là người ngoài hành tinh không? Hãy để lại ý kiến xuống phía dưới cho mọi người biết nhé. Đó đó, sơ hở cái là thành 79 ngón ngay, để thưởng cho lũ cá. Anh Bảy cho chúng sợ tái một bé tiểu cường, tiếp đó là chân gà sống tẩm hảo hảo. Mấy thằng cu cứ mau ăn chóng lớn đi nhé. Sớm muộn gì Bảy bóng cũng sẽ cho tất cả bọn em lên chảo dầu chiên giòn hết thôi. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là con bọ ngựa mà anh Bảy vừa mới bắt được ngoài ruộng. Thanh niên phải nhốt nó vô trong bình không bọ ngựa nó đấm anh nhức hết người mất. Còn đây là lọ thuốc hồi trinh hàng limit tuyệt Bảy bóng đã chuẩn bị từ trước. Nhìn nhỏ nhắn thế này thôi nhưng nó có giá khá bèo nhèo, cụ thể là 9 tỏi. Ông cháu sẽ cho bọ ngựa test thử xem công năng đặc dị của loại thuốc này thế nào. Bảy trọ hút đầy một ống tiêm, nào há miệng ra con lợn này. Ái chà, bọ ngựa nó tự uống nước luôn kìa các bạn. Trông nó uống ngon vãi chưởng luôn, cứ tưởng thứ nước hồi trinh này sẽ khiến nó cụ đi chân lạnh toát chứ. Ai dè đây lại chính cả món khoái khẩu của bọ ngựa, trông con mắt xanh lè của nó cũng dễ thương phết đấy chứ. Tự nhiên nom nom muốn bắt một em về chiên dầu ghê, à lộn, bắt một con về nuôi ghê. Bọ ngựa nó còn kẹp ống tiêm của Bảy trọ nữa. Húp xong lọ thuốc này chắc thằng cu hóa siêu say gian luôn quá. Nói chung thì anh Bảy chỉ cho em nó ăn một lần thôi, vì vài ngày nữa bọ ngựa vào bụng anh rồi nên chẳng có lần sau nữa đâu ha ha. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là con kiến đạn anh Bảy nuôi đã lâu. Độ máu chiến của loài kiến này thì mọi người cũng biết rồi. Nó cắn một cái là đau tới tận háng luôn á. Đó đó, anh Bảy dùng cái kìm để trấn áp nó còn không sợ nữa. Tầm này chắc phải cho cái búa quá. Đây là tiểu cường Bảy bóng mới bắt được. Anh Bảy sẽ cho chúng đấm nhau xem bên nào giành chiến thắng. Hai bên có vẻ thăm dò nhau, nhưng bất chợt con kiến đã tấn công tiểu cường. Nó lật ngửa xuống đất, đủ mé nó con rán nó mất nguyên cái chân luôn các bạn ạ. Giờ chúng ta mới thấy bộ càng của kiến đạn đáng sợ thế nào với những sinh vật cùng kích cỡ. Bé rán đang quằn quại đau đớn, kiến đạn chờ thời cơ thích hợp để tung đòn tiếp theo. Có vẻ như nó muốn dí vài phần đuôi của tiểu cường, nhưng rõ ràng rán cũng không chịu trận. Thằng cu cứ dẫy dự tạo khoảng cách với kiến đạn. Thôi bỏ mẹ, cu kiến đã cắn được phần thân mềm thịt. Anh Bảy thậm chí còn trợ giúp nó đánh chén tiểu cường nữa chứ. Ác độc quá mà. Sau 3 phút thì hai chú rán nhà ta đã nằm bại liệt dưới sàn. Mình thì chịu đầy thương tích. Phải công nhận là sức mạnh của loài kiến quá ư là ghê gớm đi. Một mình nó đã đánh bại hai đối thủ có kích cỡ lớn hơn mình rất nhiều. Bảy bóng sẽ cho tiểu cường đại ca vào trong để xem kiến đạn xử lý thế nào đây. Chúng nhanh chóng gọi hội tới làm thịt rán. Một kiến làm chẳng nên non, nhiều kiến trụng lại thành bữa ăn ngon. Tẹo nữa Bảy trọ sẽ cho bọn này lên chảo dầu hết các bạn ạ. Ở tình huống tiếp theo, trước mắt các bạn đây là con ruồi độc lạ Bình Dương nhất mà nom nom từng gặp. Mọi người thấy nó bỏ xuống nước chứ? Ruồi Bình Dương có thể lặn ở một nơi mà không loài côn trùng trên cạn nào dám làm. Nó mạo hiểm như vậy để tìm kiếm nguồn thức ăn và nơi đẻ trứng lý tưởng. Những tháp trầm tích đá vôi cổ đại này chính là khu vực chúng sinh sôi nảy nở nhiều nhất. Nồng độ muối vùng nước này lớn hơn gấp 3 lần Biển Đông. Hầu như không có loài nào có thể ở đây ngoài ruồi Bình Dương mọi người ạ. Đúng là mấy thứ ở Bình Dương độc lạ thật chứ. Các bạn nhìn thấy phần bóng bọc bên ngoài cơ thể của nó không? Nhờ vậy mà ruồi có thể ở dưới nước lâu hơn bất kỳ loài vật nào. Đối với ấu trùng, khi mới sinh ra, nó dành toàn bộ thời gian dưới nước, lấy oxy qua da. Đoạn trắng trắng này là tuyến vôi, có công dụng bơm lượng muối dư thừa ra khỏi cơ thể. Đủ mé trông kỹ lại thì thấy ấu trùng này dễ thương phết đấy chứ. Ngoài ra ruồi Bình Dương còn có rất nhiều lông, điều này giúp nó có thể tạo ra bong bóng khí xung quanh cơ thể của mình. Thức ăn của ruồi Bình Dương chỉ có duy nhất một loại, đó là tảo trắng xuất hiện trên những mỏm đá. Ruồi thò vòi ra và nhét vào những nơi có tảo để mưu sinh qua ngày. Nói chung thì hôm nào rảnh nom nom sẽ rủ anh Bảy đến đây bắt vài cân ruồi Bình Dương về rang muối các bạn ạ. Nghe nói ngon lắm thì phải. Ở tình huống tiếp theo, lại một ngày rảnh háng của anh Bảy.
Hôm nay anh đi vào trong rừng và vô tình phát hiện một chiếc xác bọ ngựa, bên cạnh đó là một con bọ ngựa cánh xanh khá lớn, có lẽ thanh niên này vừa mới lột xác xong đây mà. Anh bảo thử do cánh tay ra thì nó liền bỏ lên tay anh luôn. Con lợn này không sợ anh mang về bảo chảo dầu hay sao nhỉ? Nhìn kích thước của nó rất lớn so với mấy con bọ ngựa thông thường đấy. Thế là anh bảy mang nó về nhà nuôi luôn. Hiện tại anh có một con bọ ngựa được cần được nhân giống gấp tên là Kigai. Kích thước của nó đúng là quá khổ so với con bọ ngựa của bảy trọ luôn. Ngày hôm sau anh bảy mang em nó vào trong rừng giúp cải thiện khả năng săn mồi, vãi trưởng một cấp một mạng. Con cào cào không thể chống cự trước đao phủ của giới côn trùng, ngay cả với con bướm đêm với kích thước lớn hơn cũng chẳng gây khó khăn với bọ ngựa, nó cứ thế mà ăn thịt con mồi của mình một cách dễ dàng. Anh bảy còn có một việc hệ trọng nữa cần sự trợ giúp của con bọ ngựa cái này, đó là phối giống cho bọ ngựa đực Kigai của anh. Thanh niên đặt con bọ ngựa đực cạnh bọ ngựa cái, ban đầu nó chỉ thăm dò xem bọ ngựa cái có dám tấn công nó hay không. Sau một lúc, Kigai đã chủ động leo lên người bọ ngựa cái, nó quay cơ thể 180 độ rồi tiến hành giao phối. Trong khi đó con bọ ngựa cái vẫn miệt mài múc băng mặc kệ để Kigai muốn làm gì thì làm. Đối với những loài động vật khác, giao phối là chuyện bình thường của hai cá thể, bóc bánh trả tiền, nhưng với loài bọ ngựa thì khi giao phối, bọ ngựa cái thường sẽ ăn thịt bọ ngựa đực, hai chi trước của nó hoàn toàn khuất phục trước bọ ngựa cái. Con cái ăn thịt con đực bằng cách uốn cong cơ thể 90 độ, đầu não của bọ ngựa đực kiểm soát sự ức chế và các hạch ở bụng kiểm soát cử động giao cấu. Do đó khi bị mất đầu, con đực sẽ mất khả năng kiềm chế và tham gia giao phối nhiều hơn. Kết quả là con cái sẽ đẻ được nhiều trứng hơn khi chúng ăn thịt con đực. Sau một thời gian thì con cái đã chén sạch phần thân của bọ ngựa đực, chỉ còn duy nhất phần đít để giao phối mà thôi. Vì vậy, trong khi thực hiện giao phối giữa Kigai và con bọ ngựa cái này, anh bảy lo sợ bản năng của nó sẽ trỗi dậy ăn thịt Kigai. Chính vì thế ông cháu mới liên tục cho con cái ăn mảnh từ đầu đến cuối, để nó không cảm thấy đói và bộc lộ bản năng của mình. Thời gian giao phối diễn ra trong 12 giờ, may mắn Kigai không bị làm thịt. Anh bảy phát hiện ra một cục màu trắng trên sàn, trước nó bám vào đuôi con cái và tự dụng sau một thời gian. Vài ngày trôi qua, nhiệm vụ của anh bảy là chăm sóc bọ ngựa cái, cho nó ăn những loại sâu bướm tự nhiên, tăng cường dinh dưỡng trong quá trình thụ thai. Nhìn cái bụng của nó đang dần to ra, chứng tỏ con bọ ngựa cái đã mang trong mình giống của Kigai rồi. 2 tuần sau, các bạn có thể nhìn thấy một bọc trứng đã được sinh ra. Không hiểu sao cơ thể của nó còn nhỏ hơn cả bọc trứng nhỉ. Anh bảy phải cho bọ ngựa cái ăn sâu đều đặn để cung cấp đủ protein cho em nó. Và sau 16 ngày tiếp theo, quả trứng thứ hai đã được sinh ra. Đây là cách nó đẻ trứng nè các bạn, ảo Matokuda thật chứ. Chỉ sau một thời gian nữa, chắc chắn anh bảy sẽ chào đón rất nhiều thành viên mới trong gia đình bọ ngựa này. Ở tình huống tiếp theo, các bạn có biết đây là gì không? Anh bảy thổi nhẹ cái thì cả lũ lúi nhúi ra ngoài, đó chính là bầy nhện con mới nhú á. Còn đây là chiếc bọ rùa chấm đen, thức ăn của chúng thường là những loại côn trùng nhỏ hơn như kiến, á đủ mé. Anh bảy thấy rột rột ở tay, thì ra có một con muỗi dám chích chích hút lên cánh tay của anh. Con lợn này là muỗi hổ châu Á, hay còn có cái tên là muỗi Azidat vì chúng có hoa văn khá giống. Muỗi hổ có khả năng hút máu qua quần áo rất ghê gớm. Hãy nhìn cái cụm của nó kìa, chắc nó cũng hút được vài giọt máu của bảy trọ rồi đấy. Đến lúc mang em nó về nhà và xử lý theo cách của anh bảy rồi. Sau khi bị chích, thanh niên đã bị mẩn đỏ và ngứa. Chắc hẳn chúng ta đã trải qua cảm giác khó chịu này rồi ha. Anh bảy lôi em nó ra ngoài, dùng cái zip kẹp phần vòi hút máu của con muỗi. Kẻ sẽ trừng phạt nó là một con ấu trùng kiến sư tử mà anh bảy nuôi. Sau đó ông cháu thả muỗi vào chậu cắt, nơi sinh sống của ấu trùng kiến sư tử. Vừa mới thả thì con muỗi đã bị kéo xuống. À há, giờ chú em biết cảm giác đau đớn là thế nào rồi chứ? Phía bên dưới, con kiến sư tử đang dần hút sạch chất dịch bên trong cơ thể muỗi, và thế là kết thúc cho cuộc đời đầy bi tráng của muỗi. Video review giải trí của Nom Nom đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn ở những video lần sau nhé. Bye bye!